Quay cái gì mà quay? Đừng bận. Tắt phát. Cô nó làm được không? À, đang cố làm đấy. Ý là sao? Có mỗi việc ăn mới đi quay thì mà không quay cho nên hổ. Im. Đâu hết đấy, tí này lẫn lộn xong lại nhấc hết ra thì lại khổ. Lẫn lộn Tuấn lại cười đâu. Đúng rồi. Mình làm kiểu chỉ chờ Thư ra mới cười. Làm Thư thì chờ Tuấn ra. Tuấn có camera nó quay rồi đấy. Sao? Thiếu bên nào bên kia? Không, không phải thiếu đâu, bởi vì là cái bàn khuyết tật lúc chuyển xuống ấy cứ từ từ. Thì đấy, bây giờ là thiếu, được chưa? Cầm đây. Còn nhiều chứ này. Tay to mà cầm nhiều cái gì. À. Bây giờ mình ví dụ như mình có bê được cái vật gì nặng, sợ hơi mình cứ bê lên, lên xe bò nó đẩy chứ. Cứ từ. Mày chỉ cái bị không? Thế là tiết kiệm sức lực. Bây giờ có mỗi cái biển tên không? Phải làm có gì không? Thì lần sau đẩy bên đấy để thắng quay lại sửa chứ.
em sửa thế xong. Không cần, cứ sửa đi. Mọi hình ảnh nó đã lưu hết ở trong này rồi. Cái biển này tôi nhớ thằng Thương nhé. Nào, đúng rồi, em cũng nhớ như thế mà. Đây là biển này rồi, dưới kia không ạ? Đúng, 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 đúng. Dưới kia không ạ? Chính nó đấy. Để đấy tí nó chuyển, em cứ để hết đi. Anh nào em cứ để bên đấy. Cái người kiểm tra là phải chuyển mà. Giao nhiệm vụ nó như thế. Thế ông ăn lương kiểm tra điểm gì? Đúng rồi. Hôm qua, sao hôm qua tao vẫn phải chuyển? Gì? Sao hôm qua tao vẫn phải chuyển? Tại vì hôm qua là khác. Láo à? Hôm qua bắt đầu láo này. Này, công tác chuẩn bị cho giải đấu rất nhiều công đoạn. Xong chưa, đi ăn cơm đi. Chưa, cả master nữa. Master thì bên kia cũng bốc ra gì. Đi ăn đi. Đi ăn đi. Ở đây có ai chưa ăn không? Có ai chưa ăn không? Mỗi tôi với ông thôi. Thế à? Anh Đồng ăn chưa? Cầm đôi bên kia chuyển ra đây. Ăn bánh mì mà chịu nổi đến 10 giờ tối nay không anh? À. Hay đấy. Ở đấy có cờ rồi, không phải cầm nữa nhá. Thương sáng cái đèn đây nhỉ? Đèn. Quên sửa đèn. Trên đây. Indian không nhỉ? Ok. Bạn bác bật. Bác bật lướt.